Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn không đánh đổi môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Nhiều năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc đang kiên trì với phương thức phát triển từ nâu sang xanh, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư khoa học công nghệ cao. Với mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo nền tảng, thay đổi nhận thức của doanh nghiệp, người dân, đẩy mạnh chuyển đổi xanh trên nhiều lĩnh vực, hướng tới phát triển bền vững. Mới đây, tập đoàn CNC Tech Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản nhằm thúc đẩy việc phát triển các dự án đô thị và khu công nghiệp xanh, thông minh, thân thiện với môi trường. Chúng tôi cũng sẽ thu hút các cái doanh nghiệp lớn trong cái lĩnh vực về công nghệ cao, công nghiệp phần mềm, linh kiện điện tử và bán dẫn để cùng đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc. Và chúng tôi mong muốn rằng là chúng tôi cùng với chủ đầu tư các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc và các cái tổ chức kinh tế xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc sẽ làm sao để cho cái môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng hấp dẫn hơn và cái môi trường làm việc cũng ngày càng hấp dẫn hơn, để làm sao mà mỗi một cái người lao động và nhiều thế hệ người lao động mong muốn làm việc lâu dài và ổn định tại Vĩnh Phúc. Chuyển đổi xanh không chỉ diễn ra mạnh mẽ tại các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghệ, linh kiện điện tử, mà còn tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng, sản xuất vật liệu xây dựng, với mục tiêu nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đối với thép Việt Đức thì hiện tại thì đã áp dụng xây dựng cái quy trình cho xuống các phòng ban đơn vị để thực hiện. Thì đối với các giảm các tiêu hao trong vấn đề sản xuất như tiêu hao than, tiêu điện, thì từ giảm cái tiêu hao than điện nó giảm đi sử dụng các nguyên liệu hóa thạch, nên dẫn đến là giảm cái khí thải carbon trong môi trường. Thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh đã phê duyệt đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược đến năm 2030. Trong đó, ưu tiên thu hút các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia có thương hiệu quốc tế và các nhà cung ứng toàn cầu thuộc những ngành, lĩnh vực trọng điểm. Những cái chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy rằng là trong quá trình lựa chọn các dự án đầu tư nước ngoài, mặc dù có số vốn lớn, mặc dù có thể tạo ra có nhiều công việc làm, nhưng yếu tố môi trường luôn luôn được đề cao. Và hiện nay Vĩnh Phúc đang hướng tới cái mục tiêu giảm phát thải và cân bằng cái phát thải ròng, hướng tới phát thải ròng bằng không, như mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại các diễn đàn quan trọng của thế giới. Thì như vậy là thể hiện cái sự phát triển cân bằng của Vĩnh Phúc. Tôi cho rằng đây cũng là một cái định hướng hết sức đúng đắn và Vĩnh Phúc cần tiếp tục giữ vững và phát huy trong thời gian tới. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song nhìn chung, môi trường của tỉnh Vĩnh Phúc dưới góc nhìn thực tiễn kinh doanh và mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng như mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư với môi trường của chính quyền tỉnh, còn nhiều vấn đề cần thay đổi. Bằng chứng cho thấy, chỉ số xanh PGI năm 2023 do VCCI công bố, Vĩnh Phúc chỉ xếp thứ 26 trên 63 tỉnh, thành phố, giảm 17 bậc so với năm 2022. Vậy bài toán đặt ra cho Vĩnh Phúc trong thời gian tới cần phải có những giải pháp căn cơ hơn, sự hỗ trợ tham gia thiết thực hơn của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược trong tiến trình chuyển đổi xanh của tỉnh. Đây cũng là chủ đề tại hội nghị tọa đàm do Ủy ban nhân dân tỉnh và tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức vào sáng ngày mai 23 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.